Đây, hôm nay trà xanh nè, hôm nay mới trà xanh mới đi tái khám về nè. Trà xanh mới đi tái khám về nha. Tái khám nhưng mà bác sĩ nói nó ổn rồi, bây giờ nó tạm thời nó lành rồi nha. Có cái mỏ vừa chưa? Đi siêu âm với đi chụp lại cái trong bụng đó đó. Để xem nó có bị triệu chứng hay là nó còn u mủ hay gì không á, mà bây giờ thấy hết rồi nha. Nó nhìn cái mặt quá xích nữa là đi đời rồi. Nhìn cái ngang đây vết thương nè, cho mọi người xem vết thương coi. Đứng im, ngồi im. Đây, khô rồi nha. Đây, vết thương khô đó. Vết mổ bây giờ khô rồi, không nhận. Cái thịt nó cũng hiền đó chứ, đúng là thịt nó hiền đó chứ. Bình thường thịt nó độc là nó lâu lành lắm luôn á, mà tính ra thịt con trà xanh này nó hiền. Mập đó rồi, mập chạy đi chơi à, mập mà thả nó ra là nó giọt đi liền à. Đấy, xanh đấy, hiểu này không, nhìn nè, nhìn mình kìa. Dạ đi coi con Yuli của mình nó bị cái chân tự nhiên nó sưng cái móng chân lên, nó giống như bị chân phế, không biết nó bị cái gì biết, để mai đem nó ra luôn để xem thử. Rồi cái chân nó giống như bị con gì cá nó sưng to lắm luôn, nhưng mà con chó Yuli mình bắt nó không cho bắt kìa. À? Cưng nha, bắt cưng nha. Ra hôm qua mới tắm xong nè, hôm nay lại dọn đi chơi tiếp nè mọi người. Ê, hôm qua mới tắm xong, hôm nay dọn đi chơi tiếp, người muốn dơ lại nè. Đó, nhìn cái mỏ nè, để nhìn cái mỏ của mình kìa, cái mỏ dơ thấy không. Bữa nay mập có ký lại rồi nha, bữa nay lên ký lại rồi, bữa cho ốm teo ốm tông à, bữa nay nó lên ký lại rồi nha. Béo này qua đây coi, qua đây cho Biểu mau đưa mặt qua đây. Trà xanh nè, qua đây. Cái gì vậy, cái gì vậy? Biểu qua đây mà tự nhiên chui cho nó làm gì vậy? Thôi hôm nay mua đồ ăn thoải mái luôn, quá trình đồ ăn ngon luôn. Mà thôi mập 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 đó rồi, rồi nó ăn mập á, chạy xuống dưới mấy cái vườn rau chấm cá của mình nó làm hơi ướt trơn, nó giọt vô nó nằm nó thẳng mát rồi nó này nó nằm nó lăn banh hết mấy cái vườn rau chấm cá luôn. Chị á trà xanh hả, đâu hả, làm gì à, làm gì à, biết diễn coi hả, làm gì mà thở vậy à. Đi bữa hôm giờ không biết bao lâu rồi ta, hình như cũng một tháng rồi nha, chỉ một tháng rồi. Bữa nay mới đi tái khám lại cho nó, đi tái khám lại từ A đến Z, khám chụp cái bụng với là chụp bên hông nè, rồi kết quả là nó là bình thường, hồi phục, đã hồi phục lại nha. Rồi đứng đây coi, rồi mấy bữa nhảy cơ mà, tại vì nhảy cho nó bị hư thai nè. Coi như con này trà xanh là nó nhảy ghê lắm, nó đứng ở dưới đất mà nó nhảy tới ngang cổ mình nè. Đấy, để coi con mập bạc mập thế này, trời ơi dơ, trời ơi dơ dơ thôi rồi, tao quay cho mọi người thấy coi nè. Rồi thấy mình dơ chưa, trời ơi chân tay dơ quá dơ luôn nha. Mọt như heo thấy gì. Ê, tán trà xanh quá mọc nha, mọc ăn rồi trời mưa là chạy ra ngoài, chạy ra ngoài bươi này bươi kia, chắc mới đi xuống bươi bụi rau về đúng không. Cái này là chắc chắn luôn rồi, cái chân tay cái này mà không đi bươi mới sợ. Con này nó manh động lắm, thả ra là nó chạy à. Dạ rồi, như con heo. Đây trà xanh té rồi, té té rồi. Ủa anh, nằm im coi. Quá manh động rồi. Đấy, nhìn giống con cừu quá, giống con cừu con mà. Cừu con, cừu, có vậy à. Xuống đó mà quậy hư cái đám rau chứ cá này, mai là bỏ đói cho đỡ nha, được chưa? Quá vậy
lông của nó nhìn nó to vậy đó, nhìn cái lông nó to vậy nha, nhưng mà tắm lên nó nhìn nó xẹp lại nhỏ xíu xíu à. Cái gì không chơi mấy người đó, không chơi mấy người đó, mấy người phá đồ quá chừng. Ừ, lắm gì hả, không chơi nữa, phá quá mà hả. phá luôn. Thì đưa cái mặt qua đây cho coi nè, mập đưa mặt qua đây. Ừ hai đứa đó giờ đi chơi đúng không. Ừ, lắm vậy. Trời ơi, bả nhoi ơi là bả nhoi. Nằm im coi không được hả? Nằm im chút cho biết. Nó đây. Đó, nằm đi. Không gì, không gì. Té thì gãy giò nữa đó. Đứng im. Nhảy, dạy cho lắm vô giờ thở. Ừ. Nhìn kỹ cho cái lông nó cũng đẹp nha. Cái lông nó không biết nó là mẹ nó là con Winder, còn cha nó là giống sù không biết giống gì, biết đẻ lại là nó nè. Mẹ nó cũng Winder mà lai, không phải con mấy Sam á, nó cũng lai, cái lông nó không có quăng, lông nó thẳng nha. Đây Sam nó mập quá hả, nó nằm nép rồi, mập đi chơi đi. Thả ra là phái lắm. Nghĩ về đúng không? Đó, làm gì hả? Để coi khóa đi chơi đó hả? Đưa cái mặt coi. Mập đâu? Đưa mặt coi. Rồi xuống đi, ép trà xanh quá, mập quá. Ngồi vô. Giờ xuống. Rồi ra ngoài đi chơi luôn. Tha của xương. Không có dập xuống đây được. Đó, mới lập xuống tha của xương liền. Nhanh lắm. Ừ, coi chừng mắt cổ, thả xuống. Sợ nó tưởng mình già, nó sợ nó nuốt. Nó bị sườn mắt cổ. Rồi chờ sao, kể nó đi. Hôm nay mình lấy mua xương, sườn mà mấy cái sườn ở ngoài chợ người ta bán thịt rồi người ta réo rẻo. Mình mua về hồng cho nó, bọn nó gặm. Mấy đứa này nó khoái gặm xương lắm luôn á. Đây. Mình mặc cân chưa? Hồi nãy bị nhốt bên kia hả? Đây. Cái con trà xanh này nó không có giống mẹ nó nha, mẹ nó lông nó màu trắng rồi sao nó lông nó màu ngã dần dần không biết nữa. Còn con mập thì nó giống y cha nó nè, mập biểu chạy trong vòng hoài ha. Con mập thì giống cha, con mập thì giống cha, mà con sam thì không giống cha không giống mẹ. Sinh ra cái đầu thì hơi giống mập hơn, cái màu tóc nó vàng vàng. Rồi, mon, đĩa nè, đĩa. Rồi, tình hình là trà xanh năm sau, trà xanh hôm nay ổn, ok hết rồi nha. Đó, nay mai chủ yếu là bồi bổ cho trà xanh nó mọc lên thôi. Nó mọc lên là ok. Chứ bây giờ nó hơi gỗ, tôi là vì nó đang còn bị mất sức á. Nó đang còn mất sức vì mổ xong nó mất sức rất là nhiều, bữa lên nó đi không nổi luôn mà nó ngồi nó rung, nhìn thấy nó tội lắm luôn. Bữa mình có quay cái clip á, vậy mà bây giờ nó như vậy là tiến triển rất là tốt rồi nha. Rồi sao sao đã chưa, đi kiếm đồ trang nha, kiếm đồ trang, giờ này cũng tối rồi. Thôi chắc mình sẽ xin tạm dừng clip ở đây nha, để đi chăm sóc và mấy đứa đó với mấy con mèo đó. Mấy con mèo với con chó, mấy bữa nay mình thấy mấy con chó dễ thương mình gọi mấy con chó, còn con mèo nó từ từ mình sẽ quay ra. Mấy con mèo vừa kia nó bò ở trong mấy cái góc đó, mình tìm nó hơi bị khó một chút. Mấy con chó thì là ở ngoài, còn mèo thì nó chui vô mấy cái đống củi, nhà mình có cái nhà bếp củi đó, nó chui vô trong đó, vừa khi bắt nó có chàng ngày. Rồi xin tạm dừng clip nha mọi người. Bye bye.